Hello, hiệp chọn bà cô chú anh chị em. Hồi sáng thì hiệp đã bỏ một cái phim rồi ông bà cô chú. Hồi sáng là hiệp bỏ một cái phim là hiệp kể lại cái câu chuyện mà hồi trước hiệp bắt cái tiệm nail cho ông bà cô chú biết đó. Ô Hoàng, em làm cái tay chị đi. Chị ngồi đây, chị quay em ngồi đó, em làm đi, em ngồi đây em làm đi, để nè, bây giờ em gỡ móng giống như chị em gỡ vậy đó, gỡ đi. Ông bà cô chú, hồi sáng là Hiệp đã làm một cái phim, Hiệp kể về cái câu chuyện mà hồi trước vì sao mà Hiệp mất cái tiệm nail. Hiệp đã kể cho ông bà cô chú nghe hồi sáng, thì Hiệp tính là bỏ một cái phim đó hôm nay thôi, tại hôm nay Hiệp cũng rất là bận nên Hiệp không có làm phim hôm nay nữa. Nhưng mà hồi nãy là Hiệp đang đi đi lễ, trên đường Hiệp đi lễ với mẹ chồng Hiệp á, thì chị Hằng điện cho Hiệp, chị Hằng Kali có điện cho Hiệp và chị Hằng nói là Hiệp ơi, em lấy bột collagen của chị em bán á, thì chị chỉ biết em lấy bột của chị thôi mà sao á, có mấy người nhắn tin với lại gọi điện cho chị hỏi là chị ơi bây giờ em muốn mua bột collagen ở chỗ Hiệp nhưng mà có nên chuyển tiền trước cho Hiệp hay không. Thì chị Hằng nói là có người nhắn tin và điện thoại hỏi chị Hằng như vậy. Thì chị Hằng mới nói với Hiệp rằng là chị chỉ biết em lấy bột của chị em bán thì chị chỉ biết vậy thôi, còn người ta mua ở chỗ em thì người ta tự liên hệ với em làm gì làm chứ sao khi người ta lại điện thoại nhắn tin hỏi chị làm gì. Cho nên là em phải lên một cái clip em nói rõ ràng cho khách hàng người ta biết. Thì bây giờ Hiệp cũng nói với lại ông bà cô chú anh chị em vậy nè, bản thân Hiệp mua hàng của chị Hằng cũng vậy, Hiệp cũng phải trả tiền chứ không phải là Hiệp không trả tiền đâu mọi người. Cho nên nó làm mà khổ có cái á, là cái bột collagen này á, nó nhiều tiền chứ không phải là nó ít tiền, nó không phải là một 10.000 hai 30.000 tiền Việt Nam. Cho nên nó làm một hộp bột collagen nó tới tiền triệu lận. Cho nên ai mà muốn mua bột á, thì phải chuyển tiền trước á, Hiệp mới mới lấy hàng lận chứ, chứ không phải là hỏi chị Hằng là có giao tiền trước hay không, có chuyển tiền, có nên chuyển tiền trước cho Hiệp hay không. Thì Hiệp cũng xin thưa với ông bà anh chị em như vậy nè, cái bản mặt của Hiệp á thì ông bà anh chị em cũng đã biết rồi đó, ở trên cộng đồng hầu như là cũng rất là nhiều người biết đến Hiệp. Hiệp là một con người như thế nào thì ông bà anh chị em cũng hiểu rồi đó. Một khi mà anh chị em đã tin tưởng mà mua đồ của Hiệp thì cả nhà cứ yên tâm nha. Hiệp sống không phải là vì cái đồng tiền mà bán rẻ lương tâm mình được, không phải vì 1-2 triệu bạc mà Hiệp bán rẻ lương tâm Hiệp được. Không thể mọi người chuyển tiền rồi cho Hiệp mà Hiệp không đưa hàng cho cả nhà thì chuyện đó không bao giờ có. Không bao giờ có chuyện đó. Tại vì sao? Tại vì Hiệp là một người giống như là Hiệp rất là quan trọng cái vấn đề mà giống như là không có bán rẻ lương tâm của Hiệp được vì mấy đồng bạc như vậy đâu. Nhưng mà cái chuyện buôn bán thì ông bà cô chú biết rồi, người ở phương trời này người ở phương trời kia thì làm sao mà có thể giống như là bây giờ mua hàng của Hiệp thì phải chuyển tiền trước cho Hiệp thì mới bán hàng vậy thôi, chứ còn mà kêu Hiệp chuyển hàng đến nhà rồi mới đưa tiền thì Hiệp không bán, tại vì Hiệp không làm được chuyện đó. Cho nên ông bà cô chú anh chị em cũng thông cảm cho Hiệp, nếu mà ai mua hàng thì cứ chuyển tiền vô tài khoản cho con gái của Hiệp trước, rồi con gái của Hiệp sẽ tự động liên hệ lại và chuyển hàng tới nhà cho mọi người. Trong cái lúc mà cả nhà chuyển tiền đó thì cả nhà ghi ghi vô cái chỗ mà mục đích chuyển tiền á, thì mọi người ghi là mua bột collagen. Cả nhà mua mấy hộp, thí dụ như cả nhà mua 2 hộp thì ghi là
ghi cái lúc chuyển tiền á, là ghi trong cái mục mà chị mà cái mục mà mục đích để chuyển tiền để làm gì á, thì cả nhà ghi là mua 2 hộp collagen và số điện thoại, thì cái tiền nó chuyển vô nhà băng cho con gái Hiệp, nó cũng có cái dòng chữ đó luôn, nó cũng có cái dòng chữ là 2 hộp collagen và số điện thoại, thì con gái của Hiệp sẽ lấy cái số điện thoại đó và liên hệ với mọi người và xin địa chỉ của từng người để chuyển bột tới cho từng nhà. Cho nên ông bà anh chị em hãy cứ yên tâm nha, nếu như đã tin tưởng bột collagen của chị Hằng thì cứ yên tâm chuyển tiền trước cho Hiệp là sẽ có hàng, chứ không có phải lo sợ cái vấn đề mà có nên chuyển tiền trước cho Hiệp hay không, có nên chuyển tiền trước cho con Hiệp hay không, sợ chuyển tiền trước rồi không có nhận được hàng thế này thế kia. Trời ơi, cái bản mặt Hiệp như vậy không lẽ nào mà Hiệp đi lường gạt cả nhà làm cái gì, 1-2-3 triệu bạc lường gạt làm cái gì. Người Việt Nam của mình ở bên Việt Nam khổ rất là nhiều người khổ sở. Trời ơi, mình không có, mình không giúp thì thôi, chứ mắc mới gì mà mình phải lường gạt người Việt Nam của mình mấy đồng bạc để làm gì ông bà cô chú. Cho nên anh chị em cứ yên tâm nha, tại vì hồi nãy chị Hằng điện cho Hiệp, cho nên Hiệp phải làm cái clip này gấp để bỏ lên cho ông bà cô chú yên tâm. Thì bây giờ là ngày mai này á, là Hiệp đi về dưới San Jose, Hiệp lấy collagen rồi. Hiệp cũng lấy một số lượng cũng rất là nhiều để Hiệp gửi về cho con gái Hiệp bán ở bên đó luôn. Tại vì cũng có rất là nhiều anh chị em cũng muốn mua bột collagen của chị Hằng để mà xài đó ông bà cô chú. Cho nên là một mình chị thì bán cũng không có xuể, thì Hiệp cũng có một lượng khách ổn định của Hiệp ở bên Việt Nam, là giống như là tiệm spa của con gái Hiệp đó ông bà cô chú. Con gái Hiệp nó có spa bên Việt Nam thì nó làm spa, thì Hiệp sẽ gửi bột về cho con gái bán ở trong spa luôn. Con gái trưng bày, con gái đã làm một cái tủ rất là lớn ở trong spa rồi, đem bột về rồi con gái sẽ trưng bày bột để bán ở trong tiệm luôn. Thì từ bây giờ trở đi á, là Hiệp đã lấy bột collagen của chị Hiệp, của chị Hằng Hiệp bán rồi nha bà cô chú. Hiệp lấy bột ở đằng chị Hằng Hiệp bán, tại vì Hiệp thấy bột collagen ở bên chị Hằng bán, khán giả người ta sử dụng một thời gian rồi, người ta phản hồi rất là tốt đó mọi người. Cho nên là Hiệp quyết định là Hiệp lấy bột về cho con gái Hiệp trưng bày ở trong spa nó bán luôn, để nó kiếm thêm chút đỉnh tiền lời để nó xài vặt thôi ông bà cô chú. Thì ông bà cô chú thương thì ai muốn ủng hộ cho con gái Hiệp thì cứ gọi điện cho con gái Hiệp. Số điện thoại của con gái là 0981814060. Ông bà cô chú anh chị em mà muốn uống bột collagen á, thì cứ gọi điện cho con gái nha. Số điện thoại của con gái Hiệp là 0981814060. Từ bây giờ là Hiệp sẽ lấy bột rồi gửi về cho con gái bán. Cả nhà cứ yên tâm nha, Hiệp không có bán bột của ai hết á, Hiệp không bán bột khác nào hết á, Hiệp chỉ bán một cái loại bột của chị Hằng thôi. Tại vì nói chung ở Mỹ mà mọi người, bột collagen thì rất là nhiều hãng, rất là nhiều xưởng, rất là nhiều công ty sản xuất. Nhưng mà Hiệp thấy trong thời gian qua cái lượng khách hàng của ở bên chị Hằng bán, người ta sử dụng á, người ta phản hồi rất là tốt. Cho nên là Hiệp mới quyết định là lấy cái loại bột của chị Hằng Hiệp bán. Thì cả nhà cũng biết rồi đó, chị Hằng bán với cái giá là 68 đồng một hộp. Thì Hiệp lấy từ ở chỗ chị Hằng, Hiệp gửi về Việt Nam, tiền gửi rồi tiền đóng thuế cho chính phủ nữa. Rồi cũng kiếm được lời chút đỉnh, chút ít thôi ông bà cô chú, chứ cũng không có nhiều đâu. Thì ông bà cô chú muốn uống thì cứ yên tâm mà mua nha. Đối với Hiệp thì cái vấn đề mà lường gạt này nọ thì ông bà cô chú cứ yên tâm, Hiệp không có làm cái chuyện đó đâu. Với lại cái mảng mặt của Hiệp thì cả nhà biết rồi đó, hầu như là
Hiệp mà đi ra đường thì 9 người, 10 người thì cũng hết là 8 người biết Hiệp rồi. Cho nên là ông bà cô chú yên tâm chuyện đó nha. Ai muốn mua thì cứ cứ mạnh dạn liên hệ với con gái Hiệp rồi chuyển tiền trước cho con gái Hiệp, rồi con gái Hiệp sẽ chuyển bột về tới nhà. Chứ mọi người đừng có lo, mọi người cũng đừng có sợ. Tại vì một khi con gái Hiệp đã đưa cái số tài khoản để cho ông bà cô chú chuyển tiền thì ông bà cô chú không có lo gì hết. Cái vấn đề ở đây là một cái tên người mà có cái số tài khoản đó, nếu mà có chuyện gì cả nhà chỉ cần ra ngân hàng hỏi thông tin của cái người chuyển tiền đó thôi, cái thông tin của cái tài khoản đó thôi, là hả mọi người đặt sẽ có hết địa chỉ của cái người đó thôi. Cho nên cả nhà cũng đừng có lo sợ gì hết nha, không có vấn đề gì đâu. Tại vì Hiệp thấy hồi nãy chị Hằng gọi Hiệp nói vậy đó, là thành ra là Hiệp phải làm cái clip này liền để nói cho ông bà cô chú biết. Thì ngày mai là bắt đầu Hiệp gửi bột rồi đó ông bà cô chú. Ông bà cô chú anh chị em nào đó nè, muốn mua thì cứ gọi điện cho con gái Hiệp nha. Ngày mai Hiệp cũng gửi số lượng bột lớn á, Hiệp gửi một số lượng bột cũng lớn á, cũng khá lớn về cho con gái Hiệp đó ông bà cô chú. Thì ai mua thì cứ gọi điện cho con bé để đặt hàng nó nha ông bà cô chú. Con bé Hiệp nó bán tại xì ba của nó luôn đó. Nếu mà ai có ở gần nhà Hiệp thì có thể ghé xì ba Hiệp lấy, có thể ghé xì ba ghé nhà con gái Hiệp lấy. Còn ai ở xa thì cứ điện thoại được rồi đặt, rồi con gái Hiệp gửi về tới nhà luôn cho nha. Thì cũng xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị em đã tin tưởng và ủng hộ cho Hiệp, và cũng như là ủng hộ cho con bé con gái Hiệp ở Việt Nam, để cho bé bán kiếm tiền lời, rồi cũng duy trì, nếu mà bán được thì con bé Hiệp nó cũng sẽ duy trì bán để cho ông bà cô chú anh chị em có bột uống liên tục. Nếu mà hết thì con bé Hiệp nó cũng cứ cứ có hàng sẵn để duy trì cho ông bà cô chú anh chị em uống nha. Cho nên mọi người đừng có lo nha. Trời ơi, hồi sáng Hiệp thấy chị Hằng gọi cho Hiệp mà chị Hằng nói vậy Hiệp cũng làm, Hiệp cũng lo nữa, không biết là như thế nào mà lại có người lại điện thoại rồi nhắn tin cho chị Hằng như vậy. Hiệp cũng thấy lo nên Hiệp đi lễ giờ là Hiệp lặt đặt Hiệp gọi, Hiệp ngồi đây Hiệp nói liền cho ông bà cô chú biết để ông bà cô chú yên tâm đó. Nên cả nhà cứ yên tâm nha, cứ yên tâm mua nha, không có sao đâu. Có chuyện gì thì nắm đầu Hiệp này, không có gì phải lo hết nha ông bà cô chú. Ngày mai Hiệp sẽ đi về San Jose. Tại vì là thứ nhất là Hiệp phải lấy bột gửi về cho con gái, ghé chỗ nhà chị Hằng lấy bột gửi về cho con gái. Thì cũng có tâm sự với anh xã của Hiệp về chị Hằng, với lại chồng chị Hằng rồi là người ơn giúp đỡ Hiệp trong lúc Hiệp bệnh hoạn. Thì anh xã Hiệp cũng có ý là mời gia đình chị Hằng đi ăn uống một bữa. Nhưng mà Hiệp có nói với chị Hằng rồi, nhưng mà chị Hằng nói là chị Hằng rất là bận, trong lúc này chị Hằng đang sửa nhà cho nên là chị Hằng không có thể nào mà đi ra ngoài để đi ăn uống với lại Hiệp với anh xã Hiệp được hết. Cho nên ngày mai chắc là Hiệp chỉ ghé lấy đồ rồi thăm anh Don, cho anh xã Hiệp gặp anh Don nói chuyện chút xíu vậy thôi, chứ cũng không có đi ra ngoài ăn uống chung với gia đình được. Chứ lâu lắm rồi Hiệp cũng không có dịp để ghé thăm chị Hằng đó mọi người. Hiệp cũng ghé thăm gia đình anh chị, nhưng mà lúc này chị bận quá rồi chị cũng không có đi ra ngoài với Hiệp được đó ông bà cô chú. Mà chị cũng không có thời gian để mà tiếp chuyện với mình nhiều nữa, tại vì chị rất là bận đó mọi người. Ở bên Mỹ ông bà cô chú biết không, thời gian là vàng chứ không phải là đơn giản đâu mọi người ơi. Hiệp nói thiệt, ở bên Mỹ thời gian rất là bận bịu, công việc rồi rất là bận, cho nên là chị Hằng sắp xếp không có được, cho nên ngày mai là không có gặp chị Hằng được, nhưng mà chỉ qua lấy bột được thôi ông bà cô chú, qua lấy bột rồi đi về thôi. Thì thứ hai nữa là ba mẹ đỡ đầu của Hiệp hồi lúc mà Hiệp theo đạo đó ông bà cô chú, Hiệp có nhờ ba mẹ đỡ đầu để Hiệp rửa tội đó. Thì ba mẹ đi về bên Việt Nam chơi sẵn vậy, thì Hiệp có gửi một số thuốc
Tại vì ngày xưa, để Hiệp kể cho ông bà cô chú nghe, ngày xưa lúc ở bên Việt Nam á, là Hiệp bị thoát vị địa điểm. Mà lúc đầu là Hiệp bị gai cột sống thôi mọi người, Hiệp bị gai cột sống thôi. Mà để thời gian lâu quá nó không có chữa được á, cái nó chuyển qua thoát vị luôn. Cái Hiệp bị thoát vị địa điểm mà Hiệp không có nằm để ngủ được mọi người. Nằm thẳng ra không có được, nó cong người Hiệp lại, thẳng ra không có được luôn, không biết cái kiểu gì mà nó rút cái sự găng ở dưới cái chân này nè cả nhà, nó rút cong lại cái người mình, cong lại giống như là cái được cái xương sống mình không có thể nào mà nằm thẳng ra được cũ hết đó, phải ngồi ngủ. Thế là Hiệp phải ngồi ngủ một thời gian luôn, xong cái Hiệp chịu không nổi nữa, cái Hiệp mới đi bệnh viện. Hiệp đi bệnh viện thì cứ đi lên bệnh viện là chích thuốc cái hết đau rồi đi về, cứ lên là chích thuốc giảm đau thì nó chẳng có chữa được cái gì hết. Cái đau mà Hiệp không chịu nổi thì phải đi lên bệnh viện, Hiệp nằm luôn. Hiệp nằm trên đó mà cứ lên đó nằm là chích thuốc giảm đau thì hết đau, cứ về nhà là đau cứ vậy mà làm hoài luôn mọi người. Rồi cái lúc đó là Hiệp mới quen cái anh đó, cái anh bên Vũng Tàu đó, Hiệp quen anh đó thì nói chuyện với mẹ anh đó, thì mẹ anh đó nói là để mẹ dắt đi hốt thuốc uống, mẹ dắt Hiệp đi hốt thuốc uống. Thì ai về đâu hốt đâu uống được, có đâu có 3 thang rồi mọi người, là Hiệp hết luôn, không đau nữa. Mà nó hết mình không hề biết nha mọi người. Mặc dù là Hiệp rất là đau, Hiệp đau mà khủng khiếp, đau Hiệp đã đau mà không thể nằm ngủ là được, là mọi người biết nó đau cỡ nào rồi. Nó rút cái chân của Hiệp, cái sợi gân ở giữa cái chân á, cái sợi gân ở phía sau cái chân mình á, nó rút lại, nó đau ơi là đau, không thể nào nằm để ngủ được. Vậy mà Hiệp uống có 3 thang thuốc đó thôi mà Hiệp hết bệnh. Hiệp hết bệnh luôn. Là cái thuốc đó là bên gia đình của mẹ chồng của Hiệp bán, bên gia đình của mẹ chồng Hiệp hốt cho Hiệp uống. Thuốc gia truyền mọi người, thuốc gia truyền. Rồi Hiệp hết luôn. Rồi tới cái thằng em trai của Hiệp, nó cũng... Còn cái vấn đề mà thuốc Thuốc uống mà bị gai cột sống đó, ông bà cô chú, thoát vị địa điểm đó, thì Hiệp nói cho bà cô chú nghe gì nè. Cái thuốc này á, có nhiều người hỏi Hiệp đó là cái tên thuốc là cái gì để cho mọi người đi mua. Nhưng mà Hiệp nói cho ông bà cô chú nghe là nó không có bán ngoài thị trường, nó gì mà mua. Với lại cái thuốc đó hỏi Hiệp tên gì Hiệp cũng không biết tên gì nữa. Tại vì cái này là thuốc gia truyền ông bà cô chú, cái này là thuốc gia truyền. Rồi giống như là ngày xưa á, cái lúc mà Hiệp bị gai cột sống, bị thoát vị địa điểm á, thì lúc đó là Hiệp Hiệp đi bệnh viện biết bao nhiêu tiền, nằm bệnh viện rồi uống chích thuốc giảm đau rồi thì nó hết. Cái đi về nhà là nó lại đau, cứ vậy mà Hiệp cứ đi lên bệnh viện, đi xuống bệnh viện, đi lên bệnh viện suốt vậy đó. Trong thời gian đó thì Hiệp quen bạn trai, Hiệp có bạn trai, cái Hiệp mới anh chở Hiệp về nhà chơi, cái Hiệp mới nói chuyện với mẹ anh đó là Hiệp đang bị bệnh gai cột sống, bị thoát vị địa điểm vậy đó. Bác sĩ kêu đi mổ mà Hiệp không có đi, bây giờ Hiệp cứ bị đau vậy đó. Thì bà mới nói là trời ơi sao không nói sớm cho bà biết, trong nhà có người hút thuốc gai cột sống hay lắm, thuốc uống gia truyền hay lắm, sao không nói cho bà biết. Cái Hiệp mới nói trời ơi vậy hả, vậy hốt cho con mấy thang uống đi, con đau quá đi bệnh viện suốt à. Cả nhà tin ông hốt có 3 thang cho Hiệp thôi. Hiệp uống mà Hiệp hết không hay luôn, hết rồi nào không hay luôn, mà trong khi đó đang rất là đau, đau mà ngồi ngủ nó rút cái xương sống, cái sự gân của cái chân á, đau cái kiểu gì không hiểu nữa, mà nó rút cái sự gân của cái chân đó, cứng ngắc luôn, nó đau không thể nào nằm thẳng ra ngủ được hết, phải ngồi ngủ. Hiệp phải ngồi Hiệp ngủ một thời gian á, mà Hiệp uống có 3 thang thuốc đó thôi mà nó hết cho tới bây giờ. Cho nên á, có nhiều anh chị hỏi Hiệp là cái thuốc đó tên gì, ở đâu vậy, chỉ cho mua. Đâu biết tên đâu, đâu có tên đâu bà cô chú, nó đâu phải là cái tên thuốc đâu mà mình chỉ cho mọi người đi ra thị trường mua, có không có đâu, không có đâu. Nếu mà ai mà bị gai cột sống á, bị thoát vị địa điểm á, thì kết bạn Zalo với Hiệp đi, rồi rồi để kết bạn Zalo với Hiệp. Cái số phone của Hiệp, muốn kết bạn Zalo với Hiệp á, thì cái số phone là, nếu mà ở bên Việt Nam á thì mọi người phải bấm cái dấu cộng trước, rồi bấm cái số 1, rồi bấm cái số của Hiệp là 669 207 6966, là mọi người sẽ kết bạn Zalo với Hiệp được.
Với lại bây giờ là Hiệp đang xài điện thoại iPhone. Nếu mà anh chị nào mà cũng xài cùng cái hiệu điện thoại iPhone giống như Hiệp á, thì chỉ cần lưu cái số của Hiệp vô, lưu cái số Hiệp là dấu cộng, rồi số 1, rồi 669207 6966. Mọi người lưu cái số của Hiệp vô đi, rồi gọi FaceTime với Hiệp. Hiệp có FaceTime, Hiệp có xài FaceTime. Mọi người gọi FaceTime với Hiệp, rồi Hiệp nói cho nghe về cái vấn đề cái thuốc đó. Chứ giờ Hiệp rồi nếu mà muốn mua thì nói chuyện với Hiệp đâu đi, rồi Hiệp nói cho mua chứ cái này là thuốc gia truyền của trong gia đình của bên chồng của Hiệp bán, nhưng mà không phải là hiệu thuốc, mà cũng không phải là bán ngoài thị trường, cho nên không có, chỉ là thuốc gia truyền thôi. Nếu mà ai tin tưởng muốn uống á thì để Hiệp nói rồi gửi tới nhà cho mọi người, chứ không có bán ngoài thị trường mà cũng không có cái hiệu thuốc, làm sao mà mua. Nó là vậy đó mọi người, thuốc gia truyền. Em trai của Hiệp nè, em trai của Hiệp là bị gai cột sống, bác sĩ cũng kêu đi mổ, mà thằng đó là nó cũng không có tiền để đi mổ. Thật sự nó muốn mổ nhưng mà nó cũng không có tiền, tại vì là nó quá nặng rồi. Nó nói là bây giờ một là mổ, hai là phải chịu đỡ như vậy, chứ giờ không có cách nào hết. Mà nó muốn đi mổ mà nó lại không có tiền. Mà bệnh thoát vị đĩa đệm thì mọi người biết rồi, một khi mổ là nó sẽ liệt. 80-90% là một khi mổ là sẽ liệt. Cho nên là nó đâu có tiền đâu mà nó đi mổ mọi người, nó nặng quá rồi, nó muốn mổ lắm mà nó không có tiền. Rồi cái nó về nhà nó nằm, cả nhà biết không, một bên chân của nó, lúc đó là nó bị bên chân trái, nó bị teo một chân luôn, nó nằm một chỗ luôn, nó bị teo một chân luôn, là thằng em trai ruột của Hiệp nè, cái thằng em trai út của Hiệp nè. Rồi cái Hiệp cũng chỉ cho nó uống cái thuốc đó, bây giờ nó cũng hết rồi. Rồi tới đứa con gái của Hiệp, là đứa con gái lớn của Hiệp bên Việt Nam đó. Cái lúc mà Hiệp không bao giờ nó sai nha ông bà cô chú, cái lúc mà đưa Hiệp đi lên máy bay á, là con gái Hiệp không có đi được, thằng bạn trai của nó phải ẵm nó lên xe nằm, để nguyên một cái băng sau đó cho nó nằm để đưa Hiệp đi lên sân bay. Là lúc đó nó cũng bị gai cột sống luôn đó, nó chưa có thoát vị, nó chỉ bị gai cột sống thôi. Cái Hiệp mới nói nó uống cái thuốc đó, bây giờ nó cũng hết rồi đó mọi người, nó cũng hết luôn rồi. Thì bây giờ là anh xã của Hiệp đang bị, bác sĩ mới khám mấy tuần trước là tại vì anh đau lưng quá không có làm gì nổi, sáng là phải lấy dầu bên gai, dầu nóng xoa, rồi tối phải xoa, rồi lúc nào cũng xài salon bát, nói chung đau nhất, rất là đau, ảnh rên rỉ dữ lắm. Rồi cái là bữa đó đi khám, té ra là bác sĩ nói bị thoát vị đĩa đệm, bây giờ bác sĩ kêu đi mổ. Anh về anh nói không, anh không có mổ, thà anh chịu đau chứ anh không có mổ, tại vì anh nói là anh sợ mổ, mổ cái đó nguy hiểm, anh sợ, mà chắc anh cũng biết hay sao. Anh cũng đâu có chịu mổ đâu mọi người. Rồi cái Hiệp thấy như vậy, cái ba mẹ đỡ đầu của Hiệp, hồi lúc mà Hiệp học đạo đó mà cô chú, cái Hiệp theo đạo đó, thì Hiệp có nhờ ba mẹ đỡ đầu của Hiệp ở gần nhà chị Hằng á, mà cái mẹ đỡ đầu của Hiệp với ba đỡ đầu của Hiệp là rất là rành bên chị Hằng. Tại vì mẹ cũng hay nấu đồ từ thiện, rồi mẹ thấy chị Hằng thích đồ chay đó, mẹ cũng hay nấu đồ chay đem qua cho chị Hằng ăn đó. Thì Hiệp có nhờ ba với mẹ đỡ đầu cho Hiệp cái lúc mà Hiệp rửa tội. Thì ba với mẹ đi về Việt Nam chơi, hôm bữa giờ là ba với mẹ Hiệp đang ở Việt Nam á. Xong rồi cái Hiệp mới thấy vậy, Hiệp mới thấy anh xã đang bị như vậy luôn, thì trong cái lúc này là quá trùng hợp. Hiệp mới nhắn tin gọi điện Zalo với ba mẹ, cái nhờ ba mẹ đem giùm Hiệp 5 thang qua đây. Thì hôm nay là ngày 14 tây nè, là ba mẹ Hiệp hôm nay là bay qua tới đây nè, mà không biết là bay qua tới mấy giờ. Thì ngày mai Hiệp đi xuống chị Hằng lấy bột collagen, Hiệp gửi về cho con gái Hiệp bán. Thì Hiệp cũng ghé bên nhà ba mẹ Hiệp để lấy thuốc. Ngày mai Hiệp lấy thuốc về, Hiệp sẽ quay video cho ông bà cô chú coi cái thuốc đó. Rồi nếu mà ai tin tưởng Hiệp, nếu mà ai đúng thật sự bị bệnh gai cột sống với bệnh thoát vị đĩa đệm mà tin tưởng Hiệp á, thì cứ kết Zalo với Hiệp đi, hoặc là gọi FaceTime với Hiệp đi. Gọi FaceTime qua Mỹ cũng không có tốn tiền nha mọi người. Gọi FaceTime với Hiệp đi rồi Hiệp sẽ cho cụ thể địa chỉ, thông tin như thế nào, hay là muốn mua làm sao đó, thì Hiệp chỉ cho mà mua mà uống nếu mà thật sự bị gai cột sống.
chứ không có bán ngoài thị trường. Thuốc đó là của bên gia đình bên chồng của Hiệp ngày xưa đó, là làm gia truyền trong nhà chứ không có bán ngoài thị trường, cũng không có tên hiệu thuốc gì để mọi người đi mua đâu, không có đâu, chỉ là gửi về cho mọi người rồi mọi người ngâm rượu uống, đau xương khớp, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm là uống là hết. Nhà Hiệp uống hết, ba bốn người uống hết rồi đó. Bây giờ Hiệp gửi cho anh xã Hiệp uống nữa này, hết hay không là ông bà con chú biết liền. Đó vậy đó thôi, cái video nó cũng chuyển tiêu đây thôi, tại vì hôm nay là Hiệp chỉ làm thêm cái video này để nói cho bà cô chú biết để yên tâm mua bột collagen để thằng con gái Hiệp thôi nha. Hiệp gửi số lượng nhiều lắm, Hiệp gửi số lượng lớn về cho con gái Hiệp trưng bày ở trong spa bán luôn. Thì từ bây giờ ai muốn mua thì cứ điện thoại cho con gái Hiệp, số điện thoại là 0981 81 4060. Ông bà cô chú gọi vào buổi chiều nha, đừng gọi vào buổi sáng, tại buổi sáng con gái Hiệp nó rất là nhiều việc, nó rất là bận. Buổi chiều thì nó có thể nghe phone được cho cả nhà. Rồi ai muốn mua thì nói chuyện với con gái Hiệp đi, rồi đưa thông tin cho nó gửi tới nhà cho ông bà cô chú nha. Chứ Hiệp thì Hiệp không có lừa gạt ai đâu, ông bà cô chú đừng có lo ha. Tại Hiệp thấy bột collagen bên kia hàng bán á, khách phản hồi rất là tốt. Mà Hiệp cũng tìm hiểu cái bột collagen đó rồi, là sản xuất tại Mỹ luôn. Cho nên là Hiệp mới lấy về cho con gái Hiệp bán. Tại vì con gái làm spa đó mọi người, cũng thuận tiện để mà trưng bày trong trong tiệm bán cho khách hàng đó. Thì ông bà cô chú nào muốn mua thì cứ liên hệ con gái Hiệp mua nha. Thì ông bà cô chú biết rồi đó, chị Hằng bán giá của chị Hằng bán là 68 đồng một hộp. Thì Hiệp lấy về rồi Hiệp gửi về Việt Nam, tiền gửi rồi tiền thuế nữa. Một hộp collagen là Hiệp phải đóng thuế cho chính phủ nữa mọi người, với tiền thuế rồi tiền gửi về nữa. Cho nên là một hộp thì bán 85 đồng, 85 đồng một hộp gửi về tới Việt Nam. Nếu mà ông bà cô chú không có tiền thì mua một hộp uống thôi cũng được, rồi chừng nào có tiền thì mua tiếp một hộp nữa cũng được, không sao. Tại vì lúc nào con gái Hiệp bữa nay nó cũng có trưng bày trong trong cửa hiệu nó bán nha. Tại Hiệp gửi cho nó số lượng nhiều, nó trưng bày trong trong spa nó bán luôn. Cho nên ông bà cô chú cứ không có tiền thì mua trước một hộp uống thôi cũng được, rồi chừng nào có tiền thì mua thêm, lúc nào cũng có nha mọi người. Cho tới đây thì Hiệp cũng xin dừng video ở đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn bà cô chú theo dõi và ủng hộ cho kênh của Hiệp, cũng như là tất cả ông bà cô chú anh chị em thương yêu gia đình của Hiệp. Hiệp cũng cố gắng từng ngày để dành chút thời gian để quay video cho ông bà cô chú theo dõi gia đình Hiệp cho vui. Với lại Hiệp nói cho ông bà cô chú biết thì nè, Hiệp thấy cũng có nhiều anh chị em comment, bình luận nói là nhà cửa bề bộn này kia kia nọ gì, nên trong phòng nói ở trước, ở trước đang chờ sửa sang thì nói bề bộn không đành, đằng này trong phòng cũng dơ giấy bề bộn. Nguyên thôi em. Thì Hiệp nói cho ông anh chị em nghe vậy nè, cái phòng khách thì tạm thời là sửa xong rồi, nhưng cái tiệm, nhưng mà cái ba cái phòng thì đang sửa cái phòng kia, thì đồ bên cái phòng kia là cũng đã đem bỏ hết rồi, nhưng mà còn chừa lại một cái số đồ nào đó để xài được, thì chừa lại thì cũng đem qua bên phòng Hiệp để bề bộn, để tùm lum trong phòng Hiệp. Rồi thợ thầy làm mỗi ngày người ta đi ra đi vô rác rưới người ta tha đầy trong nhà trong phòng hết đó mọi người, cho nên là không có thể nào mà dọn dẹp được hết ông bà cô chú. Cho nên đó, ông bà cô chú anh chị nào mà có coi có theo dõi Hiệp từ từ đầu giờ chắc cũng biết đó, thì cũng thông cảm đi, thông cảm cho Hiệp đi, chứ không phải là Hiệp bề bộn hay Hiệp bày 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 dơ giấy gì đâu. Thậm chí mà cả nhà biết không, ba cái giấy, ba cái bịch, ba cái đồ làm thợ thầy người ta làm, người ta xả đầy rồi người ta lôi dép, người ta đi ra đi vô người ta lôi đầy hết. Rồi mấy cái đồ mà bên phòng bên kia muốn làm phòng bên kia thì phải dọn ba cái đồ trong phòng bên kia, dục rất là nhiều đồ luôn, dục hết. Rồi cái đồ nào mà còn làm còn để lại để xài, đồ nào cần thiết để lại xài thì đem qua bên phòng Hiệp để. Rồi mấy người thợ họ cứ đem qua bên đó để, rồi cứ đem qua bên đó để. Cho nên là đồ đặt tùm lum hết đó mọi người. Còn cái bếp nữa cả nhà biết không?
cái bếp, đồ đạc tùm lum trong cái bếp, tại vì trước giờ là anh xã Hiệp nấu ăn ba cái gia vị đồ của ổng đó, Hiệp đâu có biết cái gì đâu mà Hiệp dám quăng, Hiệp dám dám giục, cho nên là Hiệp không có dám đụng cái gì hết á. Ba cái linh tinh đồ ở trong bếp, ba cái gia vị đồ của chồng Hiệp nấu, Hiệp đâu có biết sử dụng ba cái đồ đó của ổng, cái nào được cái nào không đâu, nên Hiệp để đại cho ổng chứ Hiệp không có đụng tới. Mà hả, Hiệp cũng không biết làm gì, tại vì anh xã Hiệp nói là để sửa xong hai cái phòng rồi là tháo bếp giục hết rồi gắn hết tất cả những đồ mới, cho nên là anh xã Hiệp nói là đừng có đụng gì với nó trơn á, tạm thời là chỉ có sử dụng vậy thôi chứ đừng có đụng gì vô nó hết á, để nay mai thợ thầy người ta tháo người ta giục hết. Cho nên giờ Hiệp biết làm gì mọi người, Hiệp đâu biết làm gì đâu, mà thật sự Hiệp cũng không có thời gian nhiều đâu bà cô chú. Trời, cả nhà biết không, tại vì cả nhà không biết thôi á, sáng á là dậy sớm á thì Hiệp không có dậy sớm hơn anh xã Hiệp, là tại vì tối Hiệp học bài, Hiệp thức rất là khuya, tối nào Hiệp cũng làm bài tới 1-2 giờ sáng Hiệp mới ngủ, cho nên sáng là anh xã Hiệp kêu Hiệp ngủ thêm đi không có dậy. Rồi anh xã Hiệp dậy dậy trước 7 giờ dậy, rồi tự anh nó kêu hai đứa nhỏ dậy, rồi tự ảnh lo cho hai đứa nhỏ ăn uống chăm sóc hết, rồi tụi nó đi học, rồi Hiệp ở nhà Hiệp dậy sau, rồi Hiệp nấu cơm xong rồi Hiệp phải chạy ra tiệm, đi ra tiệm làm miết cho tới chiều Hiệp mới về. Mà cả nhà biết không, là lúc này á, là Hiệp sướng có cái là Hiệp đã có anh xã Hiệp rồi, là anh xã Hiệp lo cho hai đứa nhỏ đi học nè, xong rồi là anh xã Hiệp đón hai đứa nhỏ về là chăm sóc hai đứa nhỏ luôn, cho nó tắm rửa ăn uống luôn, rồi cho nó ngủ luôn. Hiệp về là Hiệp chỉ có làm việc của Hiệp thôi đó, mà tới khi Hiệp làm xong việc ở tiệm á, là Hiệp đi về nhà rồi một cái á, là Hiệp làm bài, Hiệp học bài, thậm chí có những lúc Hiệp học bài mà anh xã Hiệp đợi không được mà ông ngủ ông ngồi ngủ gục luôn á mọi người. Hiệp không có thời gian đâu cả nhà, nhiều khi mà Hiệp quá mệt mà Hiệp quá buồn ngủ mà Hiệp cũng có thể nằm trong đó Hiệp ngủ luôn nữa. Hiệp không có thời gian đâu bà cô chú, rất là bận bịu, nói chung là 1 giờ Hiệp rảnh Hiệp cũng không có nữa mọi người, chứ Hiệp không có được sung sướng đâu. Cho nên ông bà cô chú anh chị em có coi á, có xem á, thì theo dõi á, thì cũng cũng thông cảm giùm cho Hiệp đi, chứ không phải là như mọi người nghĩ đâu, mọi người chỉ có nhìn thoáng qua mọi người thấy như vậy thôi, nhưng mà thật sự ra nó không phải là như vậy. Cho nên nhiều khi anh chị em á, bình luận nói này nói kia thì nhiều khi Hiệp thấy cũng rất là bất công, tại vì mọi người không có hiểu, mọi người không có hiểu đâu, cho nên á là ông bà cô chú có xem thì thông cảm, chứ làm sao mà Hiệp có thể nói hết được cho mọi người nghe được, làm sao mà Hiệp có thể kể hết cho ông bà cô chú được. Rất là khổ mọi người ơi, rất là bận bịu chứ không có sung sướng gì đâu. Thì thôi, cái video đó cũng dài rồi, Hiệp chỉ muốn nói vậy cho mọi người hiểu thôi. Thì Hiệp cũng cảm ơn ông bà cô chú rất là nhiều. Ông bà cô chú xem thì cũng thông cảm cho Hiệp nha. Với lại ông bà cô chú biết không, nếu như mà cả nhà xem phim của Hiệp á, cả nhà nhớ cho Hiệp cái like, có cái ngón tay chỉ lên này nè, cả nhà bấm vô dùm cho Hiệp nha. Tại vì á, cái lượt xem nhiều mà cái lượt like không có, cho nên YouTube nó cũng không có duyệt cho Hiệp á. Mà nếu mà không có tương tác nhiều á, thì Hiệp cũng không có muốn quay nữa, thì Hiệp không làm phim mỗi ngày nữa thì cũng buồn đó ông bà cô chú. Cho nên mọi người có xem kênh của Hiệp thì đừng có bỏ qua quảng cáo nha. Ông bà cô chú chịu khó xem luôn quảng cáo dùm cho Hiệp, với lại bấm cho Hiệp xin một cái lượt like, để Hiệp có thêm cái kinh phí để Hiệp trang trải cuộc sống trong gia đình, với lại Hiệp cũng có thêm chút đỉnh nguồn thu nhập để Hiệp phụ anh xã Hiệp tiền chợ búa đồ mỗi ngày cũng được. Chứ lúc nào anh xã Hiệp không có làm việc thì cũng về hưu rồi đó mọi người, Hiệp cũng không muốn làm gánh nặng cho anh á, thì Hiệp cũng tự chi phí trong nhà chợ búa đồ hết. Cho nên ông bà cô chú thương gia đình Hiệp thì cho Hiệp xin cái bình luận, thì cho Hiệp xin cái like, để YouTube nó duyệt cho Hiệp á, cái lượt xem nhiều mà lượt like không có YouTube nó cũng không có tính đâu ông bà cô chú. Cho nên cho Hiệp thêm cái động lực để Hiệp làm phim tiếp cho ông bà cô chú xem nha. Chứ nếu mà Hiệp không có nguồn thu nhập từ YouTube nữa thì Hiệp cũng không làm phim làm gì. Tại vì mình làm mình cũng mất rất là nhiều thời gian, mà mình không có kinh phí thì mình cũng không làm chi.
Cho nên ông bà cô chú thương thì cho Hiệp xin cái like nha. Bye bye em bà cô chú. Chúc mọi người một ngày mới an lành và hạnh phúc. Bye bye em bà cô chú nha. Bye.